Xin chào mọi người, chào mọi người đến với kênh channel của mình. Để những ai cho biết mình là một seller bán hàng sách tay, Facebook của mình là Facebook bài hài gác. Còn không thì các bạn vào cái bay của mình là bay super gác. Nếu các bạn tìm không ra cái Facebook và cái bay thì các bạn gọi vào số điện thoại của mình. Số điện thoại của mình là 0988968897. Mình có dùng Zalo, mình có dùng iMessage. Các bạn muốn mua những mặt hàng nào order thì các bạn cứ gửi hình cho mình sẽ báo giá chính xác cho các bạn. Quay lại video thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho bạn một đôi dép đến từ thương hiệu Alexander McQueen. Rồi, thì bây giờ mình sẽ vào video để review chi tiết của đôi dép này luôn nha. Đây thì trên tay mình là một cái hộp của Alexander McQueen. Thì trước đó mình làm một đôi giày thì nó cũng có cái hộp này mọi người nè. Cái này thì mình mới order về cho khách luôn, nó có nguyên một cái box luôn. Đa số dép giày rồi là sẽ có box, còn túi xách này nọ ít có box mọi người à. Đây thì đây là cái thông tin của đôi dép mọi người ha. Đó, và đây là cái hộp của nó nè, mặt sau của nó mọi người nè. Rồi bây giờ mình sẽ cho các bạn xem bên trong luôn nha. Ở bên trong thì nó sẽ có một cái dust bag, cũng là một cái chữ Alexander McQueen, và cái mặt sau cũng giống như là cái hộp của mọi người ha. Và nó có cái dây màu đỏ nè mọi người nè. Nói chung mình thấy là dép cũng có dust bag, đồ cũng ok. Có những cái dép không có thì, nhưng mà dép đó là thường thôi mọi người, nó không phải là dép kiểu như là luxury. Cái này thì giá đã sale rồi mà nó vẫn còn cao mọi người. Còn những cái đôi dép như là Versace, Signature rồi mọi người, nó không có, thì do cái hàng của nó là hàng rẻ tiền, hàng con thôi mọi người ha. Thì trên tay mình là một đôi dép Alexander McQueen nè mọi người nè. Cái em này là size 36 và nhìn nó rất là đẹp luôn mọi người. Nhìn nó dễ thương lắm. Đó mọi người thấy không? Màu nó là màu xanh, xanh dạng xanh navy, mà nó cái ngoài mọi người, cái ngoài là xanh navy, còn cái đôi dép dưới thì nó vừa xanh mà vừa đen, mọi người thấy nó đen nhiều hơn là xanh đó mọi người. Ở mặt trước thì cái chữ của nó mọi người nó sẽ làm nổi lên luôn mọi người này ha. Đó, nó làm nổi lên rất là đẹp luôn, nó màu trắng. Thì cái em này nói chung là mình không biết là một thời gian sau nó có bị chóc hay không, nhưng mà các bạn mang thì các bạn cứ giữ kỹ ha. Có thể là nó làm mũ dính liền luôn mọi người, có thể là nó sẽ đính lên, nhưng mà mình nghĩ chắc nó làm mũ dính liền á, nhìn nó sẽ chắc chắn hơn mọi người ha. Cái phần này thì nó làm bằng nhựa mọi người, thì các bạn đi nước thoải mái luôn. Còn ví dụ như các bạn mua những đôi dép mà Gucci hay là gì đó mà nó không phải bằng nhựa mà nó có một cái lớp vải ở trong á, mang một thời gian thì nó sẽ bị kiểu như là ướt á, nó sẽ rất là hôi và rất là dơ. Ở dưới cái đế của nó thì nó làm kiểu như vân vân, giống như là Alexander lúc nào nó cũng có cái này mọi người nè ha. Đó, rồi ở trên thì mình thấy là nó dạng giống như là kiểu bè ra mọi người, mọi người thấy không, nó bè khúc này ra nè. Còn ở trong thì nó là gọn cái chân của mình, còn ở ngoài thì nó làm cái phần đế mọi người, nó bè ra giống như là đôi giày của Alexander McQueen mà cái gót nhung á mọi người. Cái thằng này thì nó của Made in Italia là mọi người ha, được sản xuất tại Ý luôn. Đó, thì theo mình thấy sơ sơ qua thì mình thấy là nó hoàn thiện rất là tốt, và cái mũ dư của nó không có bị nhiều giống như là những cái hãng khác, giống như là thằng Gucci mọi người. Đôi dép Gucci mới ra nó làm cái phần bên hông này mọi người nè, nó bị kiểu như là keo, dính keo hay là bị lỗi. Nói chung là đồ hiệu á thì nó vẫn có lỗi nha mọi người, chứ không phải là không, tại vì nó làm gia công bằng tay, thành ra là nó sẽ có một cái lỗi gì đó. Chứ còn mà các bạn đừng có thần thánh hóa cái chuyện mà đồ hiệu quá. Ở bên trong này thì nó sẽ có một cái mã của nó mọi người nè, và nó có cái size 36 luôn. Thì mình thấy cái thằng này dép này nói chung là tầm khoảng bằng Gucci luôn mọi người à. Thì mình thấy là tùy theo mọi người thôi, có người là thích Gucci, có người thích hãng Alexander. Thì đối với mình thì mình thấy nếu mà 7 triệu mấy, 8 triệu thì các bạn có thể mua được một đôi dép của Gucci, nhưng mà cái phiên bản đời sau. Nhưng mà Gucci thì bây giờ mình mang thì đa số mang ra được, ở đâu cũng có, đụng hàng rất là nhiều. Thì các bạn nên đổi gió, các bạn mua những đôi dép mà của Alexander hay là những cái hãng khác, bây giờ nó ra cũng rất là đẹp, rất là kiểu như là dễ phối đồ. Thì nếu mà các bạn muốn đi một cái hướng đi riêng á, thì các bạn cứ mua đôi dép này. Nếu mà các bạn thích thì các bạn cứ inbox cho mình, mình sẽ gửi cho bạn thêm một cái màu khác của cái thằng này nữa. Nó có màu hồng, màu đỏ và mấy cái màu khác rất là đẹp. Các bạn cứ inbox cho mình đi, mình sẽ báo giá chính xác cho các bạn. Rồi mình sẽ gửi thêm những cái hình mà chi tiết cho mọi người ha. Rồi thì nếu mà mọi người thấy cái thông tin mình chia sẻ nó bổ ích, thấy đôi dép này nó đẹp, thì mọi người nhớ cho mình một like, nhớ subscribe kênh YouTube của mình, bấm cái chuông thông báo của mình để nhận được những video mới nhất luôn. Rồi bye bye chào mọi người.